Muốn gửi đến tất cả các quý vị đại biểu và
hôm nay cũng là tổng kết hội xuân, ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các nhà tài trợ đã có tinh thần tài trợ cho ban tổ chức hội xuân chúng tôi tổ chức được thành công được nữa nào. Năm mới nhân dịp mới thay mặt ban tổ chức hội xuân xin kính chúc toàn thể bà con nhân dân cho năm mới mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Tiếp theo chúng tôi mời các đô vật thứ ba thay đổi trang phục. Đấu đô vật nào thắng sẽ vào đấu nhất kỳ và đô vật nào thua sẽ tranh ba tư. Năm nay chúng tôi sẽ đấu tranh ba tư. Đây cũng lại là những lát.